Hello, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nhé. Ok, let's go. Đồ lên. Mình sẽ chiến đấu với Ninja. Không rơi xuống này, rơi đi. Okay. Tiếp tục cái nào. Let's go. Cái này thì mình sẽ cắt đứt dây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo, Subway Surfers. Nhân 2 tiền mình sẽ ăn nó. Ok. Thank you.
Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Teacher vào đây. Ok, và lần này thì mình sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản của bà ta ra một trại trẻ mồ côi. Who dares to outbid me? Ok, let's go. I can't wait to use this on those little brats. My coffee must be cold by now. Dear, why does my head feel so heavy? Tôi đang ngủ rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ chôm. What just happened? One minute I was drinking tea. What? No! All my money! It's gone! Oh, I'm ruined! Okay, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Hello, Slyball. Let's go. Đây thì nó có rất là nhiều phần của cái game này. Thì phần 1 thì là các bạn biết được là ông ta giúp một đứa trẻ. Và đứa trẻ đó thì theo mình nghĩ là nó chính là con ông ta. Ông ta đánh đập rồi giúp nó. Phần 2 thì các bạn bị phần cuối phần 1 các bạn bị bắt. Rồi phần 2 thì các bạn phải trốn thoát khỏi nhà ông ta. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu các bạn hết phần 1 này. Và giấu một chiếc chìa khóa ở trên lầu đây. Bây giờ mình thì mình sẽ phải tìm cách để tìm kiếm và lấy cái chiếc chìa khóa đó. Ok, bắt đầu mình sẽ bước vào nhà ông ta. Ok, chúng ta phát hiện ra mình rồi. Mình sẽ lấy cái này nhanh. Đó, chuồn đi. Ok, mình sẽ lấy cái này nhanh. Và sau đó đưa cho mình ăn ra. Yeah.
Ok, bây giờ mình sẽ đi ra làm sao. Mở cái này ra. Ông ta giơ một chiếc chìa khóa màu đỏ không à? Ok, let's go, mình sẽ nhặt nó lên. Ông ta ở đằng sau rồi. Bây giờ mình sẽ đột nhập vào đằng trước và nhà ông ta. Ok, và bây giờ thì mình đang trong thang hầm của ông ta. Giờ mình sẽ đi tiến tiếp. Rồi, mình sẽ gạt công tắc xuống. Ok. Sau đó mình sẽ bật công tắc ở đây. Mình sẽ chạy lại ra chỗ cũ. Chạy thôi. Đây là cuối của phần 1 mà các bạn bị bắt rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Mình sẽ chọn nhân vật đầu tiên, Pac-Man. Một anh dám đi từ ngân hàng ra cướp vàng, cướp kim cương rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt anh ra. Ok, và bây giờ mình sẽ sang cái game thứ hai, và thứ sáu, Ice Cream 2. Ok, let's go. Và mình sẽ cứu cậu bé này rất nhanh thôi. Một cái bắt đầu, các bạn nhặt luôn cái bắt đầu này, và giống.
cho xe này. Mình sẽ tính tao thật nha. Ok, các bạn đi luôn vào đây. Và vào trong nhà này. Trong này thì nó có một chiếc kìm. Các bạn tìm chiếc kìm đó. Đây, không có gì. Ok. Khi ở đây không có gì thì sẽ ở trong này. Chỉ là một trong hai thùng đó thôi. Và các bạn cầm chiếc kìm này, các bạn ra cắt một cái sợi dây. Và các bạn đã buộc vào đây. Rồi, sau đó thì mình sẽ chuyển sang nơi khác. Jay, help me out of here. Ok, mình sẽ mở luôn đây xem có đồ không. Đấy, có một món đồ. Vứt đồ vào trong xem. Sau đó thì ở đây xem có gì không. Được nói gì thì các bạn phải chuyển ra tận chỗ xe màu vàng. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang bản đồ khác. Jay, help me. Rồi, mình sẽ tìm luôn ở trong thùng rác xem có gì không. Ok, đã có. Và mình sẽ vào bên trong luôn. Sau đó mình sẽ quay lại để trong xe để lấy ice cream maker want như của nó nước hoa. Mình sẽ đi trao đổi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. What's up, Jay? Okay, mình sẽ vứt cái này vào trong xe. Sau đó mình sẽ lên tầng 2 này. Tìm thứ nhất là món thức ăn này cho mèo, fast food. Và thứ hai là các bạn phải lấy được một cái mắt cho quần áo. Đây rồi. Jay, help me out of here, please. Ok, mình sẽ chào đây và đu sang dây điện. Xem bên này. Rồi, vào trong này thì nó có một cái lỗ để chui ra. Rồi sau đó thì mình sẽ ra ngoài kia lấy cái trục 5 cạnh. Trục 5 cạnh thì vừa nãy là mình rơi ở đây. Đây rồi. Mình sẽ tháo ra và lấy bình gai. Tí mình sẽ làm lầu một khu. Ok, chui xuống đây. Rồi, mình sẽ mang vào trong xe. Let's go. Sau đó mình sẽ đến cái trang. Jay, help me out of here. Đặt cái này vào trong đây. Jay, help me out of here, please!
Ok, mình sẽ bắt con mèo này. Jay, help. What will an ice cream maker want from me? Let's go. Lại bị kẹt rồi, mình phải đẩy từng viên gạch ra. Kẹt thì các bạn sẽ không vào được bên trong này. Khi không vào được thì các bạn sẽ không thể lấy được chiếc chìa khóa để cứu cô bé ra. Mà chả hiểu sao lần này bom nổ nó lại như thế này. Mình sẽ đi luôn chỗ này xem. Cũng không được. Wow. Đây rồi, đổ ra rồi. Ok, cứ tưởng không đẩy được đá, ai ngờ vẫn đẩy được. Sao? Thì đã cứu thành công một cô gái trẻ này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Dark is a cream. Let's go. Play. Mình sẽ mở cánh cửa này. Vẫn phải dùng chiếc chìa khóa. Sợ thật. Đây, bây giờ mình sẽ kéo đi ra. Ok, mình mở ra rồi. Nice. Oh, level 12 có thế thôi. Level 13 có vậy thôi. Ok, level 12 thì các bạn sẽ phải giết 5-6 đối thủ. Bây giờ mình sẽ cầm một khẩu súng. Khẩu súng này đi, 14 đi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến thật gần. Bạn không biết có chết không? Mình sẽ tiến gần một chút nào. Mặt cũng nhằm vào người mắn nhé. Ok, một đối thủ. Bây giờ mình sẽ bắt đối thủ ở gần đây. Wow, không chết. Đến 2 đối thủ rồi. Ok, tiếp tục, đối thủ này. Rồi, đối thủ này chết rồi. Đối thủ này nữa. Tổng còn 3 đối thủ nữa. Ok, ok, ok. Ok. Rồi, còn đối thủ đâu nữa. Đây, còn 2 đối thủ nữa. Mình sẽ xuyên táo lắm. Ok, xuyên táo thành công. Bây giờ thì mình sẽ chạy đến những khu chấm này. Đến khu chấm nào. Let's go, let's go. Nào, vào trong khu chấm này xem nào. Một thanh kiếm, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Pixel Gun. PC1 3D. Game này thì cách chơi rất đơn giản thôi. Các bạn cứ nhắm vào đầu rồi bắn nó.
súng này thì nó sẽ không bị giật, cho nên các bạn cứ nhắm thẳng vào đầu mà bắn thôi. Ok, let's go. Go. Và bây giờ thì mình sẽ làm tới game tiếp theo, Cookie Run. Let's go, let's go. Game này thì chơi rất là hay. Mình thấy là game này mới update, không biết là như thế nào đâu. Mình sẽ chọn nhân vật này đi, play. Bye.
đây hết là gọi sữa chip thôi. Sẽ sang cái tiếp theo, Roblox. Đây là một tựa game rất là hay và hot. Let's go. Trinity Time. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chọn là sinh nhân này đi. Đầu tiên là sẽ sinh nhân này. Ô, sinh nhân này bị rơi rồi. Rơi không điều dừng luôn. What? Rồi, mình sẽ vào lại. Bị lỗi game của vừa rồi nên bị rơi không điểm dừng. Ok. Rất đông luôn. Mình sẽ đến đánh nhau. Wow, một con robot rất khỏe luôn. Chết rồi, rõ là anh ta còn tỉnh máu, sợ thật. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chọn nhân vật này đi. Wow, một người xây tường dài, rất là kinh khủng. Wow, chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Carry Brandy. Rồi, let's go. Lần này không biết là mấy đối thủ đây. Ba đối thủ trong một lâu đài. Một khán đài. Ok. Mình sẽ phải diệt từng đối thủ một. Wow. Oh my gosh. Oh my gosh. Tiếp tục, đứng lên. Bam, phát nữa. Phát nữa nào, wow. Mình đi xảy ra. Ok. Let's go. Lần này cũng biết là mấy đối thủ. 4 đối thủ. 4 người trong một khán đài. Oh my gosh. Mình sẽ lại vào này. Tiếp tục. Ok. Ủa, có đấy trứng được không? Ok. Tiếp tục nào. Ủa, đây 6 đối thủ. Yeah. Ôi dìa, mình sẽ đánh ở mấy đối thủ gần gần. Một đối thủ. Đối thủ thứ hai. Đối thủ thứ ba. Đối thủ thứ tư. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Zombie Blaze.
Rastama. Làm như 3. 14 xong chúng không? 14 hơi cao, 13 đấy. Hipster của môn nó. Sáu đi. Headshot. Trúng luôn. Cái này thì tầm 7 là đẹp luôn. Ông ta vứt cái gì đây? Một con sen. Headshot. Ôi trời ơi. Cái này chắc tầm 13. Là cú chân. Cái này bay lên cao đây. Thì tầm 15, 16 rồi. 16 đi. Ok. Không biết trúng cái gì đây. 16 trúng sẽ là 19, 20. Cao tất. 20 đi. Cái này theo mình nghĩ là 20 tiếp sẽ trúng. Oh, không trúng. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.